Ok, chào anh em nhá. Hôm nay mình muốn làm cái video nói về một con máy siêu phẩm. Nhưng mà thời điểm bây giờ sau 4 năm sau khi ra mắt ấy thì giá bây giờ nó đã hạ xuống, giảm rất là nhiều so với thời điểm mới ra mắt rồi. Nhưng mà liệu chúng ta có còn nên chọn máy này trong thời điểm 2024 hay là sau này hay không? Đây, đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay, Canon IS-R5. Con máy này thì ai đã là fan Canon thì chắc chắn là đã nghe đến tên con máy này rồi. Còn ai mà đã tham gia thị trường nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì mình nghĩ là cũng phải nghe đến tên con máy này một vài lần rồi. Một con máy nó ra mắt vào năm 2020. Có thể gọi là nói đây là một con máy nó gây bão thị trường thời điểm ra mắt thì mình nghĩ là một cách nói giảm nói tránh, bởi vì những cái điều mà nó đem đến cho cái thị trường nhiếp ảnh, nó làm thay đổi thị trường nhiếp ảnh là quá nhiều, quá lớn. Vậy thì bây giờ chúng ta có nên chọn máy này không thì chúng ta cùng tìm trong video này nhá. Đầu tiên thì nói qua về cái sự ra mắt của con máy này, Canon IS-R5 thì trước đây chúng ta đã từng biết đến cái series 5D của Canon rồi, một cái series máy flagship chuyên nghiệp rất là nổi tiếng qua nhiều năm. Thì khi mà hãng Canon họ chuyển đổi từ hệ ngàm EF máy DSLR sang hệ ngàm RF máy mirrorless ấy, thì mình nghĩ rằng là trước đây có nhiều người nói rằng là con IS-R là con máy nó kế nhiệm cho cái series 5D. Nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ rằng phải đến con R5 này mới thực sự là một con máy nó xứng đáng với cái tên là người kế nhiệm cho cái những cái dòng máy kiểu 5D3, 5D4 đình đám một thời. Vì sao như thế? Bởi vì thứ nhất là nói về gọi là cái sự khác biệt về cái hiệu năng hay là cái mặt công nghệ ấy, của con IS-R thì mình thấy rằng là nó so với những cái thế hệ trước đấy thuộc series 5D, mình thấy nó không phải là một cái sự nâng cấp nó quá là lớn. Mình nghĩ rằng con IS-R nó chỉ là một cái gọi là một cái bản thử nước thôi, thử lửa thôi. Canon họ ra mắt thị trường để xem là người dùng có quan tâm đến cả những cái dòng máy thuộc ngàm RF kiểu này không. Còn phải đến con R5 này thì mới thực sự là một con máy nó khẳng định được tên tuổi của Canon, cái việc mà họ có thể làm được cho cái thị trường như này chuyên nghiệp nhá. Lý do vì sao mà mình nói như vậy, bởi vì những cái công nghệ của con máy này lúc mà nó mới ra mắt này nó quá tốt luôn, toàn mang cái công nghệ rất là khủng. Thứ nhất thì chúng ta phải nói về cái chất lượng hình ảnh của con máy này. Cảm ứng full frame 45 chấm. Cái thông số này thì nó không phải là quá đặc biệt, bởi vì thực ra thì ở trên thị trường thời điểm năm 2020 thì đã có những con máy nó cũng mang cảm ứng full frame với số chấm nó rất là lớn như vậy. Ví dụ như là bên Nikon đã có những dòng như kiểu D850 này, hay là kể cả là bên Sony những cái dòng kiểu A7R3, A7R4 các kiểu là đã có những con máy nó có mang cảm ứng full frame siêu phân giải khá là nhiều rồi. Thế nhưng có một cái đặc điểm nó rất là hay nhá. Con máy này là con máy đầu tiên trên thế giới mang cảm ứng full frame có chống rung quang học 50 với cái hiệu quả chống rung lên đến là 8 stop. 8 stop thì là một cái thông số mà mình nghĩ rằng ấy là thậm chí ngay cả thời điểm bây giờ sau 4 năm vẫn khá là ít máy nó mới đạt được cái hiệu quả chống rung nó tốt như này. Thì với một cái con máy mà nó có cái hiệu quả chống rung nó tốt như thế này ấy, như con IS-R5 này, thì nó đem đến những cái hiệu quả với việc như là chúng ta chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, anh em hoàn toàn có thể chúng ta chụp ở cái mức tốc rất là thấp, khoảng tầm 1/2 giây, 1/4 giây. Tốc nó rất là thấp luôn. Những cái việc mà trước đây chúng ta bắt buộc là phải có tripod để chúng ta chụp ảnh ấy, thì với một con máy mà nó có cái khả năng chống rung tốt như này, anh em hoàn toàn chúng ta có thể chụp phơi sáng chẳng hạn, chúng ta chụp vẽ sáng mà chúng ta handheld được luôn, một điều rất là tuyệt vời. Hay thậm chí là với một cái khả năng chống rung nó tốt như này thì cũng gần như là chúng ta không cần phải tính đến việc là chúng ta quay video handheld mà phải có gimbal. Đây là một cái điều mình thấy nó rất là tốt, nó gần như là một cái điều mà thời điểm bây giờ năm 2024 là một điều nó không thể thiếu cho một con máy mà được coi là một con phục vụ cho việc chuyên quay. Đấy, đấy là nói về cái khả năng chống rung nhá. Cái thứ hai, một cái điều nữa mà lần đầu tiên nó đem đến cho cái thị trường nhiếp ảnh năm 2020 ấy, đó là đây là con máy đầu tiên trên thế giới có khả năng quay video ở độ phân giải 8K. Một cái độ phân giải mà nó rất ấn tượng. Trước đấy thì chúng ta chỉ mới có những con máy mà quay được 4K hay hát hiu lắm thì có một vài dòng máy chuyên quay cine thì quay được ở độ phân giải là khoảng 6K hay là 6,5K thôi. Nhưng mà Canon họ quyết định họ chơi lớn, họ đem ra luôn một con máy hybrid có khả năng quay được 8K. Mình thấy là cái thời điểm năm 2020 mà Canon họ làm được ra một con máy nó có cái thời lượng quay, cái phân giải quay kinh khủng như vậy thì họ quá là giỏi. Và đến tận bây giờ mình thấy rằng cái việc quay 8K cũng chỉ mới có một vài cái dòng máy gọi là cận cao cấp flagship của các hãng, kể cả Canon hay là Sony hay là Nikon thì bắt đầu là mới một vài cái dòng máy thuộc phân khúc cao mới làm thôi, chứ còn kể cả những con máy phân khúc tầm cận trung hay là phân khúc thấp ấy thì vẫn có nhiều dòng vẫn chưa hỗ trợ khả năng quay 8K đâu nhá. Nên là một máy ra mắt 4 năm trước mà quay được 8K là một điều rất là bá đạo luôn. Và cái thứ ba mà chúng ta không thể nào không nói đến ấy, đó là
con IS-R5 này, thời điểm nó ra mắt là một trong con máy có hệ thống lấy nét tốt nhất trên thị trường tại thời điểm nó ra mắt. Và kể cả là sau 4 năm thì bây giờ hệ thống lấy nét của con máy này nó vẫn rất là tốt. Nó là một trong con máy đầu tiên, mình nhớ không nhầm ấy, là nó có tích hợp được những cái tính năng là bắt nét nhận diện những cái mục tiêu ngoài những mục tiêu truyền thống, như kiểu như là bắt nét theo mặt người này, bắt nét theo động vật này. Thì nó bắt đầu là một trong con máy đầu tiên nó tích hợp đến những cái tính năng là bắt nét theo những cái mục tiêu như kiểu như xe cộ này, máy bay này, tàu hỏa này. Một số những cái tính năng trên con máy này hỗ trợ cho việc chúng ta chụp ảnh thể thao nó sẽ chuyên sâu hơn, như kiểu nó nhận diện một vài cái môn chơi kiểu như đặc thù mà nó phải sử dụng những cái kiểu như bóng bia thứ này, là con máy này nó sẽ có cái tính năng nó hỗ trợ nó tốt hơn. Một cái điều mà trước con IS-R5 này mình nhớ là chưa con máy nào nó có những cái tính năng nó rất là lấy rất là thông minh như vậy cả. Đấy, nó đem đến cho thị trường ba cái nâng cấp, những cái tính năng nó rất là có tính cách mạng như vậy. Thì đấy là thời điểm là 2020. Thì bây giờ là năm 2024 rồi, và mình nhớ cũng cách đây cũng có vài tháng thôi là Canon họ cũng đã ra mắt một cái phiên bản kế nhiệm cho con R5 này là con R5 Mark II rồi. Thế thì liệu năm 2024 thì chúng ta liệu có nên chọn con IS-R5 này không? Thì chúng ta cùng nói về cái giá thành con máy này nhá. Lúc mà con máy này nó mới ra mắt ấy, giá của nó niêm yết là 120 triệu. Sau 4 năm thì bây giờ con máy này nó đã hạ nhiệt đi rất là nhiều rồi, nó giá chỉ còn một nửa thôi. Hiện tại mình đang cầm trên tay đây là một con máy đang được bán với giá niêm yết là 52 triệu. Còn nếu như mà anh em mua tại Mai Anh Cô Hà Nội trong những cái đợt mà đang có chương trình trợ giá thì giá nó tốt nữa cơ. Tức là giá bây giờ nó còn không bằng một nửa so với cái giá niêm yết con máy này. Thì đấy là một điều chúng ta rất là cần phải cân nhắc, bởi vì chỉ với một cái giá khoảng 50 triệu, 52 triệu thôi mà chúng ta có được một con máy high-end flagship của Canon với công nghệ 4 năm tuổi nhưng vẫn rất là tốt, mà rất nhiều những con máy ra mắt tại thời điểm 2024 vẫn chưa thể nào sánh bằng này. Chúng ta có được chất lượng hình ảnh rất là tuyệt vời, 45 chấm, chống rung cực kỳ tốt, hỗ trợ cực kỳ tốt cho cả việc chụp và việc quay. Chúng ta có khả năng quay 8K, một cái độ phân giải mà mình nghĩ bây giờ nhiều cái thiết bị kiểu như là TV hay là màn hình các thứ nó vẫn chưa đủ khả năng nó hiển thị được hết cái độ phân giải này. Và hệ thống lấy nét vẫn rất là bá đạo, vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của anh em. Phải đến 95% các nhu cầu anh em đều có thể đáp ứng được với cái hệ thống lấy nét của con IS-R5 này. Thì mình nghĩ rằng là thời điểm bây giờ chúng ta vẫn nên cân nhắc con máy này. Và cái thứ hai nữa là nếu như anh em thời điểm này chúng ta đang cần một con máy mà nó tốt để chúng ta có thể phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ chúng ta muốn chụp ảnh chuyên nghiệp, chúng ta vừa muốn quay video chuyên nghiệp. Thì thay vì việc chúng ta chọn những con máy nó mới ra mắt gần đây, ví dụ như là cái người kế nhiệm của máy này là con IS-R5 Mark II ấy, hoặc là những cái con máy đến từ hãng Sony như kiểu như là ví dụ những dòng kiểu A7 Mark IV này, hoặc là Nikon những dòng như kiểu Z63 thứ này, thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn con R5 này bây giờ với cái giá nó rất là tốt như thế này, mình đáp ứng được, có thể coi đây là hai con máy trong một nhé. Đây là một con máy chuyên quay và một con máy chuyên chụp, nó được dung hợp với nhau thành một con máy duy nhất nhà đáp ứng gần như mọi những cái nhu cầu của anh em này, với một thiết kế nó tương đối là gọn gàng như này. Thì mình nghĩ rằng là bây giờ vẫn là một con máy nó rất là đáng để anh em chúng ta lựa chọn tham khảo. Thì có những cái điểm gì có thể coi là chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta cần phải cân nhắc hay không? Thì cá nhân mình đánh giá con IS-R5 này nó gần như một con máy hoàn hảo, nó rất là ít cái điểm để chê được con máy này. Nó chỉ có chăng để mà chê được ấy thì nó chỉ nói rằng là nó sẽ có những cái điều nó có thể không bằng những con máy mới ra mắt gần đây thôi, một vài cái hỗ trợ về công năng này, hoặc là mình thấy là con máy này nó kém cái con IS-R5 Mark II về cái gọi là tính năng lấy nét theo mắt ở trong ống ngắm này thôi này, hoặc là có một vài tính năng kiểu hỗ trợ hơn về việc quay video thôi. Còn lại thì mình thấy tức là mình nghĩ rằng là một cái người dùng bình thường bây giờ là sẽ không dùng được hết cái công năng của máy này đâu. Duy chỉ có hai điểm mà mình nghĩ rằng anh em chúng ta cần phải cân nhắc này. Thứ nhất là nếu chúng ta mà đang cân nhắc việc chúng ta lấy con máy này để chúng ta chuyên quay cái định dạng 8K ấy, thì mình thấy là con máy này nó là một trong máy đầu tiên nó hỗ trợ việc quay 8K, thì nó vẫn còn có một vài thiếu sót, đó là về cái việc tản nhiệt của nó khi mà quay ở định dạng 8K nó không được tốt cho lắm này. Nó mới chỉ hỗ trợ được quay 8K trong gọi là max thời lượng là 15 phút thôi này. Với cả cái thời điểm mà con máy này mới ra mắt thì nhiều người cũng đánh giá là con máy này nó bị hiện tượng là dễ bị quá nhiệt. Về sau có một vài cái firmware nó cải thiện cái vấn đề này, thì cũng giúp cho việc là nó bị cái vấn đề quá nhiệt nó cũng được cải thiện đi khá là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng là anh em nếu chúng ta quay định dạng 8K thì vẫn phải để ý cái vấn đề này. Còn nếu chúng ta quay 4K thì mình nghĩ rằng là con máy này nó thừa khả năng, nên là chúng ta chỉ có một cái vấn đề đấy thôi.
Người vấn đề thứ hai thì mình nghĩ nó không phải là lỗi ở con máy này, mà mình nghĩ là nó là lỗi ở cái hệ ngàm RF này hơn. Ngàm RF này thì tính đến bây giờ là năm 2024 rồi, nhưng mà vẫn bị đánh giá là một cái hệ ngàm rất là đắt. Ống kính của hệ ngàm RF này giờ giá rất là cao, cao hơn so với cả những cái hệ ngàm khác như kiểu Nikon Z hay là Sony ngàm E, ngàm FE. Cái thứ hai là đến tận bây giờ hãng Canon họ vẫn gần như là đóng cửa cái hệ ngàm này đối với các nhà phát triển ống kính bên thứ ba. Vẫn không có con ống kính Sigma hay là Tamron nào cho hệ ngàm RF này mà cho máy full frame cả. Nên là kể cả là Vichok hay là Vichok thì có ấy, nhưng mà Vichok là họ làm chui, làm kiểu làm không được cấp phép của Canon ấy, nên là mình thấy là cái đấy nó cũng hơi buồn cười, hơi dở hơi, cũng không phải là một cái lựa chọn để anh em cân nhắc hợp lý lắm. Nên là đấy, đây là cái vấn đề cái hệ ngàm RF này của Canon bây giờ giá nó rất là cao. Những cái option ống kính bây giờ giá nó, thứ nhất là nó option hạn chế, và thứ hai là giá nó cao hơn hẳn so với những cái hệ ngàm của những đối thủ của nó. Nên là việc nếu anh em có nên chọn con EOS R5 tại thời điểm 2024 không ấy, thì mình nghĩ nó không phải là bởi vì con máy, mà mình nghĩ là anh em chúng ta nên cân nhắc việc chúng ta có nên đầu tư lâu dài vào cái hệ ngàm RF này về lâu về dài hay không. Hệ ngàm này thì mình thấy là kể cả tương lai gần mình cũng chưa thấy cái việc mà hệ ngàm RF này Canon họ cho phép mở ngàm ra để cho các hãng thứ ba làm, hoặc là họ giảm giá thành hệ ngàm RF của họ xuống để nó dễ thở hơn. Mình vẫn thấy nó vẫn chưa cả khả quan nào lắm. Nên là đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ anh em phải cân nhắc. Chứ còn bản thân con R5 này mình thấy nó vẫn là rất là tốt luôn, nó quá tốt so với nhu cầu của các anh em luôn. Không cần gì mà chúng ta phải mua con R5 Mark II làm gì cả, nó giờ giá vẫn đang khoảng tầm 100 triệu, rất là đắt. Trong khi bằng một nửa giá anh em có được một con máy nó đáp ứng được khoảng 98% cái hiệu năng của con R5 Mark II, chính là con R5 này, thì tội gì chúng ta chọn con R5 Mark II làm gì. Hay cả những cái người anh em của nó như kiểu những dòng kiểu R6 Mark II hay là R8 các thứ, giá bây giờ nó mình thấy là nó cũng, khi mà so sánh về gọi là giá thành so với cả tính năng ấy, thì mình thấy con R5 này vẫn là một cái lựa chọn nó rất là tốt. Nên là mình nghĩ anh em bây giờ vẫn đáng để thử và chơi chứ, kể cả để chúng ta phục vụ công việc hay chúng ta để trải nghiệm, thì ISR5 ra mắt năm 2020, một siêu bom tấn của KD45, thì bây giờ vẫn là một quả bom, nó công phá rất là cao, sức công phá rất là lớn, chúng ta không nên bỏ qua. Ok, thì đấy là mình giới thiệu qua đến anh em một con ISR5 này. Còn ở đầu video thì mình có nói về một cái gọi là một cái kỷ niệm đáng nhớ của team anh quân đội chúng mình là gì. Thì đêm cái kỷ niệm rất là vui nhá, bởi vì là con máy này thì nó gắn liền với cái kỷ niệm là lần đấy là bên mấy anh quân đội chúng mình là có được hãng Canon Asia, Canon châu Á đấy, đặt hàng làm một cái video giới thiệu review về con máy này thời điểm nó mới ra mắt đấy. Là nếu như anh em nào chúng ta mà có quan tâm cái video đấy thì mình sẽ bảo bạn editor để link ở phần mô tả video này nhá, hoặc là làm một cái thẻ dẫn video ở đây để anh em có thể chúng ta xem cái video đấy, để chúng ta quay lại xem cái một cái video đấy. Thì nói chung là đấy là một cái kỷ niệm rất là hay, bởi vì đấy là một lần chúng mình làm cái dự án tương đối lớn, mức đầu tư khá là lớn, và được một hãng có tiếng chính là Canon Asia, một chi nhánh của hãng Canon xịn đấy, là đặt hàng mình làm cái video đấy. Nó để lại rất là nhiều cái kỷ niệm khó quên chúng mình. Mấy ngày mà ăn ngủ với nhau, đi dầm nhau đi cầm hai con R5 đi quay, nên là con máy này nó để lại cho mình một cái kỷ niệm nó rất là vui như thế. Bây giờ thì các anh em thì cũng người vẫn còn làm, người thì cũng đã nghỉ rồi. Nên nhưng mà mình nghĩ rằng mỗi lần mình nhìn con R5 này thì vẫn có phần nào đấy mình nhớ đến anh em, nhớ đến những cái kỷ niệm đã qua. Nên là đấy là cái câu chuyện cá nhân của mình. Còn anh em thì không biết là anh em có kỷ niệm gì về con ISR5 này không, thì hãy để lại câu chuyện của anh em dưới bình luận nhá. Hoặc là có bất cứ câu hỏi nào mà liên quan đến xung quanh con R5 này thì hãy để lại dưới bình luận. Hoặc là cảm thấy video kiểu này hay, hãy để một like, một sub nhá, để chúng mình cố gắng ra thêm cái video kiểu này trong thời gian sắp tới. Xin chào anh em, hẹn gặp lại sau nha. Mình là Hoàng Sơn của Anh Quân Nội.